Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn hai dòng xe, đó là Vinner V3 với lại Exciter 155 ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Liếng, hỗ trợ giới thiệu ông mời Liếng ạ. Là cả nhà ha. Thì hôm nay Kim Liếng sẽ mang đến cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Vinner và dòng xe E55 ha. Trong tháng 11 và tháng 12 này đang có chương trình deal rất là nhiều luôn. Thì mọi người mua xe có liên hệ trước hoặc đặt trước qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Liếng là 0905299064 nha. Số điện thoại và Zalo nếu có hiện ở dưới màn hình. Khi mua xe có đặt lịch hoặc liên hệ trước được giảm ngay 2 triệu đồng mua xe lại, kèm theo là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho cả nhà ha. Thì hôm nay review cho cả nhà về hai mẫu xe Taycan mà đang đứng đầu trong hot search cũng như là rất nhiều anh chị em quan tâm trong thời điểm hiện tại luôn ha. Về màu sắc thì Liếng đã có sơn độ lên khá là nhiều màu cho chị em cùng lựa chọn luôn. Để muốn lên em nào hoặc là muốn mua em nào thì có thể liên hệ qua cho Liếng nha. Cầm duy nhất là 4 triệu đồng và căn cước công dân là có thể bao độ hồ sơ một em xe Winner hoặc là một em xe E55 ha. Hôm nay có lên màu cho cả nhà thì đầu tiên là về màu đỏ này. Rồi, màu đỏ candy rồi. Đỏ đen nè mọi người. Dạ, màu sơn ba đen rất là đẹp luôn, màu rất là lạ luôn ha. Tím này, tím titan này mọi người. Màu này hơi bị đẹp á. Có cả phiên bản ABS và CBS luôn nha cả nhà. Trắng đen, màu xám xi măng, phiên bản rạp son, này là xanh ngọc bích, ngọc bích. Đó. Rất là nhiều luôn. Rồi thì hiện tại thì giá Vinner thì giá như thế? Vinner thì hiện tại bên em đang hỗ trợ trong 2 tháng cuối năm là tháng 11, 12 là mức giá là 33.900 đối bản CBS và 36.900 đối bản ABS. Liên hệ trước cho Luyến được giảm ngay 2 triệu còn có 31.900. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng là sở hữu xe ha. Còn bên Luyến có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng nữa. Anh chị em mà muốn sơn màu nào thì cứ nhắn tin qua cho em Luyến nha. Liên hệ trước còn được hỗ trợ rất là nhiều phần quà luôn. Ok. Em 155. Đây, em này là em xe sơn lên màu xanh bơ nha. Một màu sắc mà có vẻ như là nó thật rất là lạ luôn. Một cái sơn lên thì cũng như anh chị em hỏi Luyến về mẫu xe này thì thực ra thì E155 bên Luyến đang hỗ trợ khách hàng với mức giá là dao động từ 41.900 đến 43.900 tùy phiên bản nha. Khi mua xe có đặt lịch hoặc liên hệ trước cũng được giảm ngay 2 triệu. Bên Luyến thì có hỗ trợ là ship xe toàn quốc cho những khách hàng mua xe tiền mặt nha. Anh chị em mà mua tiền mặt ở xa thì không ghé được cửa hàng có thể liên hệ để Luyến hỗ trợ ship toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi ok. Thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Ở đây thì mình quay đại diện một vài mẫu thôi, mình báo giá nhanh nhất. Nhắn tin qua Zalo để mà được hưởng ưu đãi á. Ok, chào mọi người ạ.